Xin chào mấy anh em nha. Bữa nay Vương Mô Tô giới thiệu cho anh em một xe Revel 170 Duplex. Xe này là xe mua thùng luôn. 170 Duplex nè. Cái này là mẫu vừa nha anh em. Xe này rất là đẹp, xe này là xe trùm mình nha. Xe này chạy đúng 3000 cây số nha. Như xe mới đem ra luôn nha. Như xe thùng đem ra luôn. Này. Chạy 3000, gần 3200 cây. Đúng bao đồng hồ luôn nha, không tua nha anh em. Xe này mà thợ thầy qua tua là mình tặng xe đem về luôn. Không tua nha anh em. Đúng đồng hồ luôn nha. Mẫu này mẫu 170 Duplex nha, đời cuối cùng luôn nha. Đời rất là cao, 2011 mâm đũa nha. Cái này nó hệ thống nó 3 đĩa. 2 đĩa trước, 1 đĩa sau. Xe rất là đẹp, xe như trong thùng đem ra luôn, mới như trong thùng đem ra luôn. Một chiếc bô viết đi nóc như sau mặt được luôn, rất là đẹp. Một ốc là còn 7 màu luôn. Ốc là còn 7 màu luôn. Đồ dinh theo xe hết nè, yên dựa cản chống đổ rồi, kiến chiếu hậu đồ đầy đủ luôn. Này đã trang bị hệ thống 3 đĩa. Một đĩa sau, 2 đĩa trước, bô viết rồi rất là đẹp sáng. Đây. Rất là đẹp luôn nha anh em. Tiền rồi cùng gia rinh luôn nha. Chạy 3000 cây số thì nó như trong thùng mới hết đua đai chứ mấy. Đua đai nó 2000 cây, cái này chạy 3000 cây nó ốc ít còn màu luôn nè. Đi nóc với nít bóng lưỡng luôn. Ốc ít còn màu luôn. Đi nóc với nít sáng giới luôn. Bình xăng mình rất là đẹp. Xe này anh em nào thích thì điện thoại chốt giá cho mình nha. Mình ở hẻm 143 đường Phan Anh. Cái gì điện thoại chốt giá không thì qua cửa hàng mình nha, 143 đường Phan Anh. Xe này nó như xe mới luôn nha. Đẹp như xe mới luôn. Để lát mình mở tiếng máy lên cho anh em nghe. Anh em vô coi nhớ đăng ký kênh mình đi, rồi có xe mới mình lên cho anh em xem. Xe mình rất là nhiều luôn. À nào không có video cho anh em xem. Là bình xăng mình rồi nó còn như mới luôn, như trong thùng luôn. Xe rất là đẹp. Nó là 3 đĩa, hệ thống nó 3 đĩa. Chạy nó rất thắng, nó rất là an toàn. Đồng hồ đồng huyết với nóc rồi rất là đẹp. Sáng bóng như xe thùng luôn. Để mình nối tiếng máy lên cho anh em nghe. Để mình test tiếng máy lên cho anh em nghe nha. Cái hơi nó rất là ấm luôn, mới vừa hết trụ đai nên cái hơi nó rất là mạnh luôn. Bô nổ rất là hay luôn, bô rất là sáng. Hệ thống đèn đuốc nó rất là đẹp, sáng rất là đẹp. Xe này mới rửa xong ra xong, tưởng lấy trong thùng ra không, mới rất là mới luôn. Xe đang nổ máy luôn. Chỉ nhanh chỉ biết là đầy đủ. Mua về chỉ có đổ xăng chạy, xe này có 3000 cây số rồi anh em biết là nó mới vô xe thùng. Rồi anh em nào thích xe điện thoại chốt giá cho mình nha. Điện thoại mình 0906859709. Này tiếng máy còn nổ luôn. Hơi nó rất là mạnh luôn, bô nổ rất là hay, máy thì không nghe tiếng luôn. Lại có yên dựa yên giếng đầy đủ hết, cản chống đổ rồi đầy đủ hết. Mua về xe này chỉ có xài thôi. Vì nóc này rất là bóng, ốc 7 màu luôn. Rồi anh em nào thích thì điện thoại chốt giá với mình xe này nha. Rồi chào tạm biệt mấy anh em nha.